Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 tuần 25, trang 73-74, luyện từ và câu, mở rộng vốn từ, dũng cảm. Câu số 1 nhỏ. Tìm những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm trong các từ dưới đây. Gan dạ, thân thiết, hòa thuận, hiếu thảo, anh hùng, anh dũng, chăm chỉ, lễ phép, chuyên cần, can đảm, can trường, gan gốc, gan lì, tận tụy, tháo phát, thông minh, bạo gan, quả cảm. Thì đầu tiên để tìm được những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm trong các từ dưới đây, thì các em hiểu dũng cảm là như thế nào? Thì dũng cảm tức là người dũng cảm thì như thế nào? Là người có dũng khí nè, dám đương đầu với khó khăn và nguy hiểm. Cho nên dũng cảm là có dũng khí, dám đương đầu với khó khăn và nguy hiểm. Như vậy, sau khi các em đã hiểu được từ dũng cảm thì là như thế nào, thì các em sẽ tìm những cái từ ở đây cùng nghĩa với từ dũng cảm. Thì các em thấy ở đây, trong các từ ở đây, các từ đồng nghĩa với từ dũng cảm đó là từ gan dạ nè. Rồi tiếp theo nữa là thân thiết, hòa thuận, hiếu thảo thì là không phải. Anh hùng thì anh hùng và anh dũng ở đây thì cũng nói về cái lòng dũng cảm. Rồi tiếp theo nữa, chăm chỉ, lễ phép, chuyên cần thì không phải. Rồi tiếp theo từ can đảm thì cũng có nghĩa là rất là dũng cảm. Rồi can trường cũng vậy, cũng là cùng nghĩa với dũng cảm. Gan gốc, gan lì thì cũng là cũng nói về dũng cảm. Rồi tiếp theo tận tụy, tháo phát, thông minh thì không có cùng nghĩa với dũng cảm. Rồi từ bạo gan, quả cảm thì đây cũng là nói về cái sự dũng cảm. Như vậy thì câu số 1 này các em sẽ trả lời như sau. Các từ đồng nghĩa với dũng cảm đó là gan dạ, anh hùng, anh dũng, can đảm, can trường, gan gốc, gan lì, bạo gan, quả cảm. Rồi tiếp theo câu số 2. Ghép từ dũng cảm vào trước hoặc sau từng từ ngữ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa: tinh thần, hành động, xông lên. Người chiến sĩ, nữ du kích, em bé liên lạc, nhận khuyết điểm, cứu bạn, chống lại cường quyền, trước kẻ thù, nói lên sự thật. Thì các em sẽ ghép cái từ dũng cảm, ghép từ dũng cảm vào trong các trường hợp để xem trường hợp nào là hợp lý. Thì đầu tiên các em cần ghép ví dụ như là tinh thần thì như thế nào? Tinh thần, dũng cảm. Rồi tiếp theo hành động, dũng cảm. Rồi xông lên thì chúng ta sẽ ghép là dũng cảm xông lên, thì nó có nghĩa hơn là xông lên dũng cảm. Rồi tiếp theo người chiến sĩ, dũng cảm. Nữ du kích, dũng cảm. Em bé liên lạc, dũng cảm. Rồi tiếp theo nhận khuyết điểm thì sẽ là dũng cảm nhận khuyết điểm. Rồi tiếp theo cứu bạn thì dũng cảm cứu bạn. Chống lại cường quyền, dũng cảm chống lại cường quyền. Trước kẻ thù, dũng cảm trước kẻ thù. Rồi nói lên sự thật thì dũng cảm nói lên sự thật. Như vậy thì ở bài tập số 2 này các em sẽ ghép, cần ghép như sau:
Tinh thần dũng cảm, hành động dũng cảm xông lên. Người chiến sĩ dũng cảm, nữ du kích dũng cảm, em bé liên lạc dũng cảm nhận khuyết điểm, dũng cảm cứu bạn, dũng cảm chống lại cường quyền, dũng cảm trước kẻ thù, dũng cảm nói lên sự thật. Rồi tiếp theo bài tập số 3. Tìm từ ở cột A phù hợp với lời giải nghĩa ở cột B. Cột A có từ gan dạ, gan góc, gan lì. Cột B chống chọi kiên cường, không lùi bước, gan đến mức trơ ra, không còn biết sợ là gì, không sợ nguy hiểm. Như vậy thì ở câu số 3 này các em hãy đọc kỹ và ghép nói hai cột này với nhau cho phù hợp. Thì các em cần tìm hiểu ở đây gan dạ. Gan dạ là như thế nào? Tức là gan dạ đó là không sợ nguy hiểm. Như vậy thì ở đây ở cột B đó là không sợ nguy hiểm. Còn gan gốc tức là không lùi bước, chống chọi kiên cường, không lùi bước. Còn gan lì tức là gan đến mức trơ ra, không còn biết sợ là gì. Đó, như vậy thì các em sẽ nói gan dạ là không sợ nguy hiểm, gan gốc là chống chọi kiên cường, không lùi bước, gan lì là gan đến mức trơ ra, không còn biết sợ là gì. Như vậy các em cần ghép lại như sau. Thì các em cần tìm như sau: gan dạ không sợ nguy hiểm, gan góc là chống chọi kiên cường, không lùi bước, gan lì gan đến mức trơ ra, không còn biết sợ là gì. Rồi tiếp theo bài tập 4. Câu 4, tìm từ ngữ trong ngoặc đơn hợp với mọi chỗ trống ở đoạn văn sau. Anh Kim Đồng là một rất, tuy không chiến đấu ở, nhưng nhiều khi đi liên lạc anh cũng gặp những giây phút hết sức. Anh đã hy sinh, nhưng sáng của anh vẫn còn mãi mãi. Thì các em sẽ ở câu 4 này, các em sẽ tìm những cái từ trong cái ngoặc đơn ở dưới đây hợp với những cái chỗ trống ở đây, thì các em sẽ điền vào mỗi chỗ trống ở đây cho thích hợp. Thì ở đây các em cần hiểu can đảm là như thế nào. Can đảm tức là có dũng khí để không sợ nguy hiểm, đau khổ. Người liên lạc tức là người làm nhiệm vụ truyền tin để giữ các mối liên hệ. Còn hiểm nghèo là rất là nguy hiểm, khó lòng thoát khỏi tai họa. Tấm gương tức là nói về những cái tấm gương, những cái công việc, những cái việc làm tốt của một người nào đó. Mặt trận tức là nơi diễn ra các cuộc chiến đấu, các trận đánh lớn. Đó, như vậy thì các em sau khi các em hiểu được những từ ngữ trong ngoặc đơn này thì các em sẽ điền vào ở đây. Thì các em sẽ đọc lại đoạn văn. Anh Kim Đồng là một người. Anh Kim Đồng là một người liên lạc rất là can đảm, tuy không chiến đấu ở đâu, ở mặt trận, nhưng nhiều khi đi liên lạc anh cũng gặp những giây phút hết sức là hiểm nghèo. Anh đã hy sinh, nhưng tấm gương sáng của anh vẫn còn mãi mãi. Đó, như vậy thì em sẽ đi vào chỗ trống như sau. Anh Kim Đồng là một người liên lạc rất can đảm,
Tuy không chiến đấu ở mặt trận, nhưng nhiều khi đi liên lạc, anh cũng gặp những giây phút hết sức hiểm nghèo. Anh đã hy sinh, nhưng tấm gương sáng của anh vẫn còn mãi mãi. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và cô chào tạm biệt các em.